các bạn, thì mừng bạn quay trở lại cái khóa học sát thủ đại lý thuế của tôi. Thì cái buổi hôm nay tôi sẽ chữa cho các bạn cái câu thứ hai trong cái đề thi đại lý thuế năm 2019 kỳ 1 đề chặn, được chưa nhỉ? Đây là cái giải của cái đề gì ạ? Kỳ 1 đề chặn năm 2019, các bạn nhớ cho tôi nha. Nếu các bạn nào mà xem video của tôi mà gì ạ, xem luôn video này thì chúng ta lên quay trở lại cái clip mà tôi dạy và giải đề trọn vẹn của năm 2019, được chưa? Sang cái kỳ sau, cái kỳ thứ hai thì tôi sẽ giải và tôi sẽ update vào đấy, các bạn có thể xem. Đấy, xem toàn thể toàn bộ cái đề của 2019 xem nó như thế nào, đúng không ạ? Thì ở đây tôi sẽ giải cho các bạn cái đề về đại lý thuế, đó là kỳ 1 đề chặn năm 2019 về cái câu thứ hai về thuế cá nhân. Đấy, thì theo tôi đánh giá đây là một cái câu trung bình nhé, cái câu trung bình nó ở mức độ, đó là mức độ trung bình. Với những cái bạn nào mà chúng ta đã tiếp xúc với cái câu này rồi, được chưa? Đấy, đã tiếp xúc và đã tìm hiểu về cái dạng đề này rồi thì chúng ta sẽ làm được, tại vì nó không có yếu tố bất ngờ trong cái câu này, được chưa? Nó không có yếu tố bất ngờ. Đấy, có nghĩa là sao? Dạ, có bạn dạ, cả kể dạ, bạn đã tiếp xúc với cái đề này rồi nhưng mà khi mà đề nó ra nó cho một cái yếu tố khác đi, các bạn cũng không làm được, thì đấy là một cái đề khó, được chưa? Còn cái đề này dạ, nó rất là dễ. Ok, thì bây giờ tôi sẽ nói qua cái cách tính đối với cái đề này mà trong cái khóa học tôi đã dạy cho các bạn rồi. Đấy, có nghĩa là gì ạ? Với một người, người ta có thu nhập ở hai nơi. Thứ nhất là ở Việt Nam. Đấy, thứ hai ở một cái nước nào đó, ở đây cụ thể đó là cái nước Y, được chưa? Và cái hai nước này người ta chưa ký hiệp định đánh thuế hai lần. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta phải mang cái thu nhập của cái ông A này ở nước Y về Việt Nam và tính thuế theo thuế suất của Việt Nam, được chưa? Và xem là ông ấy phải nộp là bao nhiêu. Tôi lấy ví dụ, ông này có một cái khoản thu nhập là X ở công ty nước Y này và dạng phải nộp thuế ở nước Y này là 10 triệu. Nhưng mà khi B cái khoản X đó về Việt Nam tính theo thuế suất của Việt Nam cộng với lại cái thu nhập ở Việt Nam, ông ấy phải nộp chênh lên đó dạng chênh với cái khoản này là 30 triệu. Đấy, thì dạng ông ấy phải nộp thêm đó bao nhiêu, 30 trừ đi 10 triệu ông ấy đã nộp ở nước ngoài rồi, đúng không ạ? Thì ông phải nộp thêm ở Việt Nam đó là 20 triệu. Đấy, đối với cái phần thu nhập ở nước Y mà B về Việt Nam tính, được chưa? Đấy, các bạn hiểu hôm nay như thế. Còn đối với cái dạng thuế thu nhập ấy thì nó áp dụng chung cái công thức như thế này, tôi sẽ viết ra để các bạn có thể hiểu được cái công thức, được chưa? Thuế suất thuế thu nhập cá nhân, được chưa? Thì sẽ bằng gì ạ? Thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Thuế suất ở đây là tính theo biểu lũy tiến. Tại vì sao? Ông này là cá nhân cư trú, được chưa? Đấy, được chưa? Đấy là cá nhân cư trú nhá. Và thu nhập tính thuế sẽ bằng gì ạ? Là thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ. Đấy, được chưa? Đấy, các bạn hiểu chưa? Đấy, như vậy là gì ạ? Mục đích của chúng ta phải xác định được các khoản giảm trừ của cái cá nhân này là bao nhiêu tại Việt Nam và tại nước ngoài. Cái thu nhập chịu thuế này ở Việt Nam là bao nhiêu, ở nước ngoài là bao nhiêu, được chưa? Đấy, như tôi đã nói ngay từ đầu rồi, chúng ta phải bê cái khoản thu nhập ở nước ngoài về và cộng với khoản thu nhập ở Việt Nam, nó ra cái khoản thu nhập chịu thuế ở Việt Nam. Và gì ạ? Chúng ta sẽ ra được cái thu nhập tính thuế và chúng ta tính theo cái thuế suất tại Việt Nam, được chưa? Đấy, sau khi mà chúng ta tính ra được cái thuế thu nhập cá nhân này rồi, mà ở trong cái thu nhập chịu thuế này nó bao gồm của cả gì ạ? Cái thằng thu nhập ở Việt Nam, cái thu nhập ở nước ngoài. Như vậy thì chúng ta chỉ cần lấy tỷ lệ, chúng ta sẽ lấy tỷ lệ. Đấy, làm sao để chúng ta biết được cái thuế suất tính theo Việt Nam của cái khoản thu nhập nước Y này, thì chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ tính tỷ lệ. Ví dụ như là gì ạ? Tổng thu nhập tại nước ngoài, ngoài chúng ta chia cho gì ạ? Tổng thu nhập. Đấy, được chưa? Đấy, nó ra được một cái tỷ lệ, đúng không ạ? Nó sẽ ra được một cái tỷ lệ là gì ạ? Thu nhập nước ngoài và tổng thu nhập. Đấy, nó ra được một cái tỷ lệ này. Và cái tỷ lệ này chúng ta sẽ nhân với gì ạ? Cái thuế thu nhập cá nhân. Đấy, chính là ra được cái bước này này. Đấy, chúng ta ra được thuế rồi, chúng ta sẽ ra được gì ạ? Cái thu nhập. Đấy, cái thuế thu nhập cá nhân của họ. Đấy, chúng ta nhân vào thì nó sẽ ra được gì ạ? Cái thuế suất của phần gì ạ? Thu nhập ở nước ngoài mà gì ạ? Mang về Việt Nam tính, được chưa? Đấy, các bạn hiểu như thế. Đấy, các bạn nhìn lại cái công thức nha. Đấy, các cái khoản giảm trừ này nó bao gồm giảm trừ ở Việt Nam và giảm trừ ở nước ngoài.
cái thu nhập chịu thuế này, cái thu nhập chịu thuế này nó bao gồm nhận thu nhập ở Việt Nam và thu nhập ở nước ngoài, các bạn nhớ chưa? Và sau đó thì chúng ta ra được cái thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế này nó bao gồm cả gì ạ? Có nghĩa là thu nhập tính thuế này chúng ta đã mang cái khoản thu nhập của họ ở nước ngoài về Việt Nam rồi để tính theo gì ạ? Thuế suất ở Việt Nam. Và nó ra được thuế thu nhập cá nhân, nó bao gồm cả khoản thu nhập ở nước ngoài rồi. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ lấy tỷ lệ là gì ạ? Thu nhập tại nước ngoài chia cho tổng thu nhập. Chúng ta sẽ ra được cái phần trăm, được chưa? Và chúng ta mang cái tỷ lệ phần trăm đó nhân với thuế suất thì chúng ta ra được cái thuế, thuế nhá, không phải thuế suất, được chưa? Sẽ ra được cái thuế thu nhập cá nhân của cái phần thu nhập mà chúng ta mang từ nước ngoài về Việt Nam để chúng ta tính theo thuế suất Việt Nam, được chưa? Đấy, và chúng ta tính ra được cái thuế đó rồi, chúng ta so sánh với cái thuế họ đã nộp ở, ở nước ngoài. Nếu mà khoản nào nhỏ hơn thì tôi cho anh trừ đi, được chưa? Đấy, ví dụ anh đóng ở nước ngoài 10 triệu, về Việt Nam tôi tính 30 triệu thì tôi chỉ cho anh trừ tối đa cái số tiền anh đã nộp 10 triệu. Nếu mà ở nước ngoài anh nộp 10 triệu mà về Việt Nam tôi tính cái phần thu nhập của anh theo thuế suất Việt Nam chỉ có 5 triệu thôi thì tôi chỉ cho anh giảm trừ đi là 5 triệu thôi, được chưa? Còn anh đóng ở nước ngoài 10 triệu thì kệ anh, tôi chỉ giảm trừ cho anh 5 triệu theo đúng cái gì ạ? Cái thuế suất ở Việt Nam thôi, đúng không ạ? Đấy, các bạn hiểu nôm na cái tiết tính là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể vào cái bài tập này để chúng ta hiểu rõ hơn. À, ông A là người Việt Nam đang công tác tại chi nhánh Việt Nam của một công ty có trụ sở nước Y theo hợp đồng lao động dài hạn. Tiền lương là 30 triệu đồng trên tháng, phụ cấp trách nhiệm là 2 triệu đồng trên tháng, tiền ăn trưa là 1.130.000 đồng trên tháng, các khoản tiền thưởng trong năm 2018 là 65,8 triệu đồng. À, khi mà chúng ta đọc đến đây là chúng ta phải chúng ta phải tư duy và chúng ta xác định luôn khoản nào là thu nhập chịu thuế, khoản nào là thu nhập không chịu thuế, được chưa? Đấy, tiền lương là chắc chắn có rồi, phụ cấp trách nhiệm là chúng ta là thuộc cái khoản phụ cấp tính thuế cho cá nhân rồi. Tiền ăn trưa này thì tôi giảm cho các bạn rất nhiều rồi, chắc chắn các bạn sẽ áp dụng được. Đó là vượt quá 750.000 thì chúng ta tính thuế cho cá nhân, còn dưới 730.000 thì chúng ta không tính, được chưa? Các cái khoản thưởng này chắc chắn phải tính thuế cho cá nhân rồi, được chưa? Đấy, đọc tiếp. Ông Nga đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định với mức là 2.2 triệu đồng trên tháng, là 2.200.000 đấy, là trên một tháng, được chưa? Như vậy đọc đến đây các bạn phải hiểu ngay cái công thức của chúng ta là thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ. Thì đây là một cái khoản giảm trừ, được chưa? Đây là một khoản giảm trừ. Nhưng mà các bạn phải giả sử rằng cái tiền lương này 30 triệu đồng trên tháng này nó đã bao gồm 2.2 triệu này rồi, được chưa? Nó đã bao gồm 2.2 triệu để chúng ta còn trừ nó ra khỏi cái 30 triệu này. Còn nếu các bạn không giả sử mà các bạn vẫn trừ đi 2.2 triệu thì kết quả nó vẫn đúng. Nhưng mà cái ông chấm đề ông bảo thằng này chắc là chả hiểu cái gì, ăn may thôi, đúng không ạ? Đấy, các bạn hiểu chưa? Đấy. Rồi, ngày 10 tháng 3 năm 2018 ông ký hợp đồng cho công ty Z thuê nhà do ông đứng tên chủ sở hữu. Thời hạn cho thuê là 25 từ mùng 4 từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020. Giá thuê 30 triệu đồng trên tháng, bên thuê thanh toán một lần, một năm một lần, đợt 1 đến tháng 3 năm 2019, thanh toán lần đầu vào ngày 15 tháng 3 năm 2018. Rồi, như vậy đây là một cái khoản thu nhập khác, được chưa? Như thế đã nói rồi, ở cái phần thuế cá nhân chúng ta có hai khoản thu nhập, được chưa? Thu nhập từ tiền lương và tiền công và thu nhập từ hoạt động khác, được chưa? Thì đây là một khoản thu nhập từ hoạt động khác, ok đúng không ạ? Thì đối với cái việc cho thuê ấy, đúng ạ, thì cái người theo quy định người cho thuê phải nộp thuế thuế sẽ tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá tăng là 5%, thuế giá trị tăng là 5%, thuế thu nhập cá nhân là 5%, và phải nộp thuế môn bài, được chưa? Nhưng đây là chúng ta đang tính thuế cá nhân, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ có nêu chung chung đó nộp thuế môn bài, thuế sẽ tăng và thuế sẽ thu nhập cá nhân. Đấy, là trong đó thuế thu nhập cá nhân là 5%, thuế giá tăng, nếu các bạn nào chưa biết phần trăm là bao nhiêu thì các bạn đừng có nói vào đấy, được chưa? Đúng không ạ? Thuế sẽ tăng là 5%, ok không ạ? Đấy, tại vì bài này chúng ta đang tính là về thuế thu nhập cá nhân của ông A mà, được chưa? Đấy, rồi cái này thì nó rất là đơn giản rồi, ok. Và ở đây người ta không có nói rõ là trách nhiệm đóng thuế là thuộc về ai. Nếu mà có quy định rõ ràng trong hợp đồng là trách nhiệm đóng thuế thuộc về công ty Z thì ông A này không phải đóng, được chưa? Nhưng mà ở đây người ta không nói thì cứ theo luật mà áp dụng là ông A này phải đóng thuế, được không ạ? Rồi, tháng 8 năm 2018, theo sự điều động của công ty, ông sang làm việc cho công ty mẹ tại nước Y trong thời gian là 1,5 năm. Như vậy
tháng 8 ông ấy đã đi rồi, và ông rời vào ngày 28 tháng 8 2018. Chi nhánh tại công ty X tại Việt Nam trả lương hết tháng 8. À, có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cái 30 triệu này chúng ta sẽ nhân với 8 tháng, được chưa ạ? Được chưa? Và tiền ăn này là chúng ta cũng tính với 8 tháng, tiền phụ cấp trách nhiệm cũng là 8 tháng. Đấy, các bạn nhớ nhá. Và đã khấu trừ thuế thu nhập theo quy định đó là 34,25 triệu đồng. Ok, đã khấu trừ rồi. Công ty X tại nước Y trả cho ông từ tháng 9 năm 2018 với mức lương là 75 triệu đồng. Ông đã lao nộp thuế thu nhập với khoản thu nhập phát sinh và đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc tại nước Y, gồm thuế thu nhập là 42 triệu đồng, bảo hiểm là 26 triệu đồng. Đấy, đây là các khoản giảm trừ của chúng ta. Có chứng từ chứng minh theo quy định các khoản thu nhập và chi phí phát sinh tại nước Y đã được quy đổi sang đồng Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật quản lý thuế. Thì đọc đến đây thì chúng ta ra cái kết luận là gì ạ? Là gì ạ? Là thu nhập của nước Y ông ấy là bao nhiêu? Là tính từ tháng 9, tháng 10, 11, 12. Các bạn phải bấm ngón tay nhé các bạn. Đừng có nhiều bạn gì ạ? Từ tháng 9 đến tháng 12 bạn lại tính có 3 tháng. Buồn cười. Đúng không ạ? Đấy. Các bạn lại lấy gì ạ? Lấy 12 chứ 9. Đấy. Nhờ bạn là diện chúng ta vội, chúng ta tính kiểu như thế. Nhưng thực chất ở đây nó diện là 4 tháng. 4 tháng và họ trả cho mức lương bao nhiêu? 75 triệu đồng trên tháng. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ nhân lên nó ra được tổng thu nhập ở nước ngoài. Được chưa? Và tổng thu nhập nước ngoài này chúng ta bê về Việt Nam. Chúng ta cộng với cái khoản thu nhập ở Việt Nam đây này. Đấy, thì chúng ta tính nhau lũy tiến từng phần. Nó ra được cái thuế thu nhập của ông ấy. Ra được thuế rồi. Được chưa? Chúng sẽ lấy cái tỷ lệ là 4 tháng nhân với 75, được chưa? Chia cho gì ạ? Chia cho tổng thu nhập của ông ấy, được chưa? Và ra được cái tỷ lệ nhân với thuế suất, đúng không ạ? Rồi, yêu cầu xác định các khoản thu nhập chịu thuế, các khoản không chịu thuế, miễn thuế và các khoản giảm trừ thu nhập cá nhân của ông A phải nộp theo năm 2018. Ông A có phải quyết toán thu nhập 2018 hay không? Nếu có, tính số thuế thu nhập còn phải nộp hoặc được hoàn khi quyết toán thuế. Biết rằng ông A đã ký giảm trừ gia cảnh cho con gái 3 tuổi và mẹ đẻ năm 3 tuổi không có thu nhập, và nước Y lại chưa ký hiệp định đánh thuế hay là chưa ký hiệp định đánh thuế hay lần, thì chúng ta phải dạ bê khoản thu nhập đó về Việt Nam để chúng ta tính lại. Ok, ông A đã giảm trừ cho con gái 3 tuổi đủ điều kiện, được chưa? Và cái này đã đủ điều kiện chưa? Nếu mà nói với nhau thì chưa đủ điều kiện. Tại vì dạ, trong cái đề bài này nó không có nói là gì ạ, ông A đã nộp hồ sơ đầy đủ chưa. Đấy, mà chỉ gì ạ, đã đăng ký giảm trừ cho con gái và mẹ đẻ. Đấy, thì chúng ta phải giả sử gì ạ? Ông A đã hoàn thành đủ hồ sơ, được chưa? Đấy, cho con gái 3 tuổi. Đấy, và gì ạ? Nếu mà con gái 3 tuổi này thì chắc chắn là gì ạ? Chúng ta đứng trên phương diện là một người tư vấn thuế thì gì ạ? Họ sẽ được gì ạ? Được chấp nhận cái người giảm trừ 3 tuổi này. Còn người mẹ thì sao ạ? Người mẹ thì không được chấp nhận. Mặc dù không có thu nhập nhưng mà người mẹ đang ở trong cái độ tuổi lao động cho nên không được chấp nhận là người phụ thuộc. Như vậy ông A chỉ có một người phụ thuộc thôi, đúng không ạ? Rồi, thì đấy là toàn bộ cái phân tích của tôi, đúng không ạ? Phân tích, các bạn sau khi phân tích các bạn có thể hiểu hơn, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ lúc nãy tôi nói hướng cho các bạn thôi. Bây giờ các bạn xem cái đề giải của tôi. Đấy, theo các bước các bạn sẽ hiểu rõ hơn, minh bạch hơn cái cách mà chúng ta làm, được chưa? Rồi, thì bước thứ nhất là các bạn phải giả sử để cái mặt pháp lý của chúng ta nó đầy đủ hơn. Cái ông A là cá nhân cư trú tại Việt Nam, được chưa? Đấy, thứ hai là gì ạ? Kỳ tính thuế theo năm du lịch. Và giả sử ông ấy đã đăng ký đầy đủ theo quy định về người phụ thuộc. Và gì ạ? Thì lương đã bao gồm các khoản bảo hiểm bắt buộc. Và giả sử ông này không có cái khoản từ thiện nhân đạo khuyến học nào cả, được không ạ? Đấy. Trong bước 2 là chúng ta sẽ tính gì ạ? Cái thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công của ông ấy là bao nhiêu. Đấy, ở đây thì chúng ta phải xác định cái thu nhập tính thuế đó, được chưa? Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có gì ạ? Về ở Việt Nam, ở Việt Nam chúng ta tính gì ạ? Tiền lương là 30 x 8, đúng không ạ? Còn gì ạ? Cái tiền ăn trưa vượt quá quy định thì chúng ta tính thuế cư nhân, đúng không ạ? Đó là 1,13 - 0,73 x 8 thì nó ra được là 3,2, được chưa? Tiếp theo gì ạ? Chúng ta cũng phải tính luôn đó là 730.000 nhân với gì ạ? 8 tháng thì nó ra bao nhiêu, thì các bạn phải điền vào gì ạ? Đây là thu nhập không tính thuế, được chưa? Đấy, tiếp theo đó là gì ạ? Có khoản phụ chấp trách nhiệm thì chúng ta tính thuế là cái ok rồi, được chưa? 16 triệu tiền thưởng chúng ta tính thuế, và tổng thu nhập ở Việt Nam đó là 325 triệu, được chưa? Rồi sau đó chúng ta tính thu nhập ở nước ngoài. Thu nhập ở nước ngoài thì ông ấy chỉ có tiền lương thôi,
Đấy, cái đề lẻ của chúng ta ngoài tiền lương ông ấy còn có cái tiền khác nữa cơ. Đấy, tiền chuyển, trợ cấp chuyển một lần ấy. Đấy, rồi tiền lương là 75 x 4 là 300 triệu đồng, được chưa? Tổng cộng thu nhập ở Việt Nam và ở nước ngoài là 625 triệu đồng, được chưa? Đấy, bây giờ chúng ta xác định các cái khoản giảm trừ của ông ấy. Giảm trừ thì ông ấy sẽ có gì ạ? Một người phụ thuộc, được chưa? Chúng ta phải nêu rõ ở đây đủ điều kiện hay không đủ kiện, chúng ta phải nói, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tính là giảm trừ bản thân, là giảm trừ người phụ thuộc và giảm trừ bảo hiểm bắt buộc, thì nó bao gồm gì ạ? 2,2 triệu ở Việt Nam và 26 triệu ở nước ngoài. Đấy, tổng là gì ạ? 53,6 triệu đồng. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã giả sử cái tiền lương đã bao gồm các khoản bảo hiểm bắt buộc rồi, được chưa? Thì chúng ta trừ đi thoải mái, được chưa? Và tổng các khoản giảm trừ nó bao nhiêu? Là 204,8. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tính tiếp là gì ạ? Cái thuế thu nhập ở nước ngoài, cái thuế thu nhập cá nhân ông đã nộp ở nước ngoài được trừ là bao nhiêu? Đấy. Thì chúng ta sẽ lấy min của gì ạ? Cái thuế phải nộp ở Việt Nam và min thuế nộp ở nước ngoài, được chưa? Rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ tính, trước khi tính như đó chúng ta sẽ tính cái thu nhập, có nghĩa chúng ta sẽ tính cái thuế của tổng thu nhập của ông ấy tại Việt Nam là bao nhiêu đã, được chưa? Thì nó sẽ bằng gì ạ? Bằng 625 triệu là tổng thu nhập trừ đi các khoản giảm trừ, thì nó ra được 420 triệu, chúng ta chia cho 12 tháng nó ra là 35 triệu 020. Đấy, chúng ta lại gì ạ? Lấy cái 35 triệu này chúng ta áp vào biểu lũy tiến thương phần, chúng ta ra là mức 25% và trừ đi 3,5 nhân với 12 tháng nó ra thì gì ạ? Tổng thuế thu nhập cá nhân của cả năm của ông đó là gì ạ? Là 66,05 triệu đồng. Đấy, được chưa? Đấy, là đây là thuế thu nhập cả năm 28 của ông nha, mà tính theo thuế suất ở Việt Nam, được chưa? Đấy, đây là chúng ta ra này. Bây giờ chúng ta phải tính ra được gì ạ? Cái phần thu nhập của nước ngoài là 300 triệu này, đấy, nó tương ứng với 66,05 này là bao nhiêu tiền? Đấy, được chưa? Đấy, có nghĩa gì ạ? Đối với phần 300 triệu này thì là bao nhiêu, chiếm bao nhiêu trong 66,05 này? Đấy là một cái câu nói chính xác nhất, được chưa? Đấy, thế thì gì ạ? Chúng ta phải tính ra được, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta phải tính theo cái tỷ lệ như thế này. Đó là gì ạ? Chúng ta sẽ lấy 66,05 nhân với 300 chia cho 625, đúng không ạ? Lúc tôi nói cái công thức rồi thì nó sẽ ra được là gì? Là 31,7 triệu đồng, được chưa? Nó ra được 31,7. Và chúng ta mang cái 31,7 này chúng ta so sánh, được chưa? Chúng ta so sánh với cái thuế mà ông đã nộp ở nước ngoài, mà gì ạ? Ở trong đề người ta có nói ở đây, cái thuế mà ông đã nộp ở nước Ý là 42 triệu đồng, được chưa? Đấy, như tôi đã nói ban đầu rồi là chúng ta lấy min của cái số thuế phải nộp ở Việt Nam so sánh với số thuế phải nộp đã nộp ở nước ngoài, được chưa? Thì chúng ta lấy nhỏ hơn thì chúng ta lấy cái số là 31,7, được chưa? Cớ gì anh tính ở Việt Nam của tôi tính là anh có phải nộp 31 triệu thôi, còn anh nộp ở nước ngoài 42 triệu đấy là việc của anh, thì tôi chỉ trừ theo cái cách tính của tôi là 31 triệu thôi, được chưa? Đấy. Thì như vậy dạ, cái thuế còn phải nộp là bao nhiêu ạ? Lấy 66,05 trừ đi cái số mà chúng ta đã khấu trừ ở Việt Nam là 34,2 và trừ đi cái số thuế mà ông ấy được trừ khi mà ông ấy nộp thuế ở nước ngoài đối với cái phần thu nhập ở nước ngoài, thì ông ấy còn phải nộp là gì ạ? 0,096 triệu đồng, được chưa? Đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ tính cái đó là gì ạ? Cái thuế thu nhập cá nhân từ cái hoạt động khác. Ok, thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động khác. Thì đây thì chúng ta phải tính gì ạ? Tổng cái tiền mà ông nhận được đó là 98 x 3 là 270 triệu đồng. Và ông ấy gì ạ? Phải nộp lệ phí môn bài, thuế cá nhân và thuế sẽ tăng trong năm 2018. Và thuế cá nhân đó là 270 x 5%. Thuế gia tăng là 270 x 5%, được chưa? Còn gì ạ? Ở đây thì chúng ta kết luận là gì ạ? Ông A phải nộp đó là 0,096 triệu đồng với cái phần thu nhập từ tiền lương tiền công, và gì ạ? 13,3 triệu đồng đối với phần thu nhập cá nhân từ cái hoạt động khác. Ở đây tôi sẽ xóa một cái 13,13 đi nhá, tại vì đấy là thuế sẽ tăng, được chưa? Đấy. Rồi, như vậy là chúng ta đưa ra một kết luận như thế này là nó ok rồi, được chưa? Đấy. Để giải được một cái bài này thì các bạn thấy gì ạ? Khi mà chúng ta có một cái chuẩn mực về cái cách giải rồi thì chúng ta sẽ áp dụng rất là nhanh, được chưa? Và đa số cái bài thuế cá nhân nó đều áp dụng theo những cái bước này. Thứ nhất là các bạn giả sử, thứ hai là chúng ta gì ạ? Cái thu nhập tính thuế ở Việt Nam là bao nhiêu, thu nhập tính thuế ở nước ngoài là bao nhiêu,
Rồi tiếp theo là các khoản giảm trừ. Tiếp theo là xác định là thuế thu nhập của ông là bao nhiêu. Rồi xong là dạng số thuế ông phải nộp là bao nhiêu. Và xác định dạng cái thu nhập cá nhân từ hoạt động khác và kết luận. Đấy. Thì đấy là cái trình tự giải cái bài thuế thu nhập. Ok không ạ? Sau khi mà tôi hướng dẫn các bạn thì các bạn thấy nó đơn giản hơn rất là nhiều đúng không ạ? Rất là đơn giản. Đấy. Nhưng mà nếu các bạn nào mà chúng ta chưa học, chúng ta chưa làm bao giờ thì chắc chắn là gì ạ? Chúng ta sẽ không biết cách mà làm. Có nghĩa là chúng ta sẽ không biết rằng là gì ạ? Cái phần thuế thu nhập cá nhân ở nước ngoài này này, 42 triệu đồng này này, là ông ấy gì ạ? Chỉ được trừ đi cái phần tương ứng mà theo cách tính ở Việt Nam thôi, đúng không ạ? Đấy. Rồi, thì đấy là cái bài giải của cái tôi. Các bạn ấy gì ạ? Tải cái bài giải này về các bạn tham khảo kỹ hơn và xem đồng thời xem cái video này để các bạn hiểu sâu hơn, đúng không ạ? Và nếu các bạn nào muốn tham gia cái khóa xác thực đánh thuế thì các bạn hãy ấn vào cái phần mở rộng phía dưới của cái video, thì các bạn hãy có cái link đăng ký, các bạn đăng ký ở đấy được chưa? Trong đấy thì tôi sẽ tổng hợp các cái dạng đề về thuế sẽ tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị cá nhân, rồi là thuế về tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường, tài nguyên, đúng không ạ? Các cái dạng đề, rồi là sẽ có những cái bài mẫu, cái đề thi và giải đề thi cho các bạn để các bạn có ôn và thi một cách hiệu quả nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.